Cần bán nhà xây mới rộng 34 m², thiết kế 4 tầng, bao gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Có vị trí là nằm tại tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà đã được chúng tôi hoàn thiện xong và đây là căn góc có 2 mặt tiền. Ngõ trước nhà là rộng 3,5 m, ô tô là có thể là đỗ trước cửa hoặc là đi qua nhà. Và ngõ là ngõ thông, vị trí đi lại rất là thuận tiện ở trong khu vực đông dân cư. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết ngôi nhà để cho mọi người là có thể hình dung được dễ hơn. Hiện tại là tôi đang đứng ở phía trước mặt tiền của ngôi nhà đây. Mọi người có thể là nhìn thấy toàn bộ mặt tiền và ngõ trước nhà luôn. Hệ thống mặt tiền của ngôi nhà này được ốp bằng đá granite cao cấp. Cửa chính của ngôi nhà sử dụng là cửa hai lớp. Phía bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện. Và phía bên trong là bằng cửa kính cường lực. Đấy, ngõ rất là rộng. Ngôi nhà thì có diện tích ở trên sổ đỏ là 34 m² và từ lên trên tầng 2 là chúng ta là có thể đua thêm ra được nữa. Tổng diện tích từ tầng 2 trở lên là rơi vào xấp xỉ 38 m². Có hướng chính là hướng Tây Bắc và đang được chào bán với giá là 1.680.000.000 đồng. Hiện tại là tôi đứng ở phía trong tầng 1 rồi đây. Mọi người có thể là nhìn thấy rõ ràng là tầng 1 là được chia thành hai khu vực. Phía bên ngoài đây là khu vực phòng khách và ở phía bên trong là khu vực phòng bếp. Hệ thống tủ bếp là sử dụng chất liệu là bằng gỗ lim Nam Phi. Toàn bộ vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là chất liệu bằng inox 304. Ở phía tầng 1 thì sẽ có thêm một nhà vệ sinh phụ nữa. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao cũng như là đèn led, đèn chiếu sáng là đều đã được hoàn thiện xong hết. Đây là cái khu vực cầu thang để đi lên tầng 2. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng chất liệu là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc cầu thang là dùng đá granite nguyên tấm. Thiết kế ở trên tầng 2 thì sẽ bao gồm là 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Cái ưu điểm của ngôi nhà này là tất cả các phòng ngủ là đều là có cửa sổ rất là lớn, cho nên là đảm bảo luôn luôn đầy đủ ánh sáng và không khí vào trong căn phòng. Đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài, có 2 cửa sổ và 1 cửa phụ để mở ra ngoài ban công. Đấy, phòng ngủ rất là rộng, rất là thoáng. Cửa thông phòng nó sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Và đây là phòng phía bên trong, cũng đã có đầy đủ hệ thống cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí, cũng như là hệ thống song cửa để đảm bảo an toàn. Chúng tôi cũng đã thiết kế sẵn hết toàn bộ hệ thống ống chờ cũng như automat để quý khách hàng là có thể lắp điều hòa. Tiếp theo đây là nhà vệ sinh. Gạch ốp tường là sử dụng là gạch kích thước là 30x60. Nát nền là sử dụng là gạch kích thước 30x30 chống trơn. Chúng tôi đã hoàn thiện xong hết, bây giờ chỉ lắp đồ đạc vào nữa thôi là xong hết rồi. Đối với căn nhà này thì quý khách hàng có nhu cầu ở luôn thì là chúng ta là cũng có thể là chuyển đồ về và ở luôn được. Tiếp theo đây là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau. Chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đó, mọi người có thể nhìn thấy tầng 2 và tầng 3 là thiết kế giống hệt như nhau luôn. Tất cả hai cái phòng ngủ ở phía bên ngoài là đều có cửa sổ và đều có cửa mở ra ban công hết. Đây là phòng ngủ phía bên trong. Phòng ngủ rất là rộng, rất là vuông vắn. Quý khách hàng có thể là hoàn toàn kê được một giường, một tủ và cũng có thể là kê thêm bàn trang điểm hoặc là bàn làm việc ở bên trong căn phòng. Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 4 thì sẽ bao gồm là một phòng thờ và một sân phơi. Đây là khu vực phòng thờ, cũng đã có hệ thống cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Đó, phòng thờ rất là rộng. Và bên ngoài đây là khu vực sân phơi. Chúng tôi đã thiết kế là cái vị trí để máy giặt
là đã có đầy đủ hết, là toàn bộ hệ thống điện, hệ thống cấp nước cũng như là hệ thống xả nước để cho quý khách hàng lắp đặt máy giặt ở khu vực này. Toàn bộ hệ thống mái che cũng như là hệ thống chuồng cọp này đều đã hoàn thiện xong hết. Mọi người có thể là nhìn ở phía xung quanh là rất là nhiều nhà cao tầng, khu vực dân cư ở rất là đông, cũng có rất là nhiều cây xanh để không khí rất là trong lành. Ở xung quanh ngôi nhà thì nó sẽ có đầy đủ tất cả các tiện ích như là trường học, siêu thị, trường mầm non, trường cấp 1, chợ, nhà văn hóa cũng như là phòng tập gym. Đấy, mọi người là có thể là nhìn qua lại một chút. Đấy, tôi xin nhắc lại một chút cái thông tin của ngôi nhà này để cho quý khách hàng là có thể nắm được rõ hơn. Ngôi nhà có diện tích là 34m2, ở trên sổ đỏ, được thiết kế xây dựng là 4 tầng, bao gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 phòng vệ sinh. Căn góc lô thoáng, mặt tiền rộng 4,9m, ngõ trước nhà là đường ô tô đi, ngõ thông. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1.680.000.000 đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu và có thể hỗ trợ tối đa là 80% giá trị của ngôi nhà với cái lãi suất ưu đãi nhất. Quý khách hàng cần xem nhà trực tiếp hoặc là cần tư vấn thêm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video, nếu như mà thấy video hay và có nhiều thông tin bổ ích thì nhớ like video và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cảm ơn khác của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.